chào tất cả mọi người đến với kênh Thanh Nhã TV. Ngày hôm nay mấy anh em mình sẽ làm một chuyến gọi là săn bắt. Và bắt cái gì mọi người? Ngày hôm nay mấy anh em mình sẽ đi bắt cái con gì danh? Cô rắn. Rắn à? Chắc không? Chắc chết. Nè. Thì hôm nay mấy anh em mình sẽ đi bắt hến nha mọi người. Đi ra một cái bờ ở ngoài mọi người, bờ xịn ngoài bắt hến. Thì nước đang cạn mọi người, cho nên là anh em mình tranh thủ đi ngoài bắt hến. Anh Phương thì chở cái hào đi trước rồi mọi người, bữa nay xe độ. Anh đi xe độ nha. Tao nói mày không thằng nào dơ như đó, tao nói thiệt luôn, trên cuộc đời tao chưa gặp thằng nào như này luôn. Nó dơ lắm mày ơi. Sang có đồ bịt mặt kìa nha. Nó ngồi nó chơi với nữ. Dạ. Sang có đồ bịt mặt kìa, quay nhìn Sang ngay. Dẻo không có nữa, nó nãy giờ nó phơi đây nè. Dạ. Dẻo phơi mới xong rồi. Đâu vậy anh? Đâu? Xin đâu đi. Bịt mặt à, bịt vô mày. Nó chồng vô cái ống quần đó là nghe. Này bạn quần body bình thường. Rồi giờ mấy anh em mình bắt tay đi bắt hến nha mọi người. Get go. Bây giờ mấy anh em mình đã đến cái chỗ mà mấy anh em mình đi bắt hến nè mọi người. Mấy anh em không mang dép thì đi xuống dưới hết rồi, nóng. Rồi đem cái bát nước mình xuống dưới nè. Ok. Giờ này là 12 giờ trưa, nắng bể đầu luôn. Nắng dế lắm. Ở Sa Đéc mình chưa có đám mưa nào lớn hết á. Chỉ có cái mưa đầu mùa thì bữa mình quay cho mọi người xem á là nó lâm râm nhẹ cái là xong luôn rồi đó. Okay. Lúc làm gì vậy? Cái đây là dừa cát, thằng cát pha sình đấy đúng không? Ở đây có miếng đan gì nè. Ờ, đan cậu á. Đan cậu. Có đá mà, không có đá mà. Để đi cái thằng mập đó mày. Ở đây chơi đua. Cò rồi dắp chân á. Cò đó dắp. Đừng đạp dẹp đứa nhỏ á. Đây là cái xẻ đầu tiên mọi người. Wow. Đâu? Có bự con nhỏ này. Đúng không? Wow, đã vậy. Đi đây đi đạp á. Đi cái nhóm cào luôn. Đi đạp nhiều lắm mà, tao xà không gỗ nữa lắm mà. Nhiều lắm nhóm cào dọn nè. Wow. Nè thấy không? Thấy không? Trời ơi. Đã vậy. Gỗ của danh khó sàn sành lắm, cổ này dễ sàn nè. Tiếp nè. Khó sàn lắm con danh, khó sàn. Đổ qua cho mỗi đi, mỗi sàn. Đổ qua đây em sợ cho. Đổ qua đây đi. Trình không rồi. Ngóc cái chân mọi người. Vô mánh bữa nay rồi. Có hết chến đi nha, hết có hết chết nữa. Hến chến là gì? Có hến chết nha mọi người. Nếu ngày nó bị nó lẹo lử rồi. Hết chết, tấm mà. Cái này đi chết hồi đầy luôn á. Mua bán luôn. Nè, bỏ là anh chết nha. Nè, để đâu đi. Nè, bỏ không có chín được. Lừa vỏ này. Dính đẩy ra kìa. Lừa vỏ như vậy. Móc lên là móc vậy nè mọi người. Không, mình cào tới dưới đáy luôn á. Đầu cái mình sàn. Cái mặt quá. Nghe cái tiếng xào 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 là biết có dính rồi đó. Đơn giản lắm mọi người, bắt con này đơn giản lắm. Có không vậy anh? Có không? Ồ. Đâu làm lại coi. Đây mình hỏi anh Phương rồi. Phương, anh làm gì vậy? Đâu anh? Nãy giờ anh đi dục xịn thì chứ em có thấy anh mỏi. Cua kiếm còng rồi đó. Vip luôn á. Quay gọn luôn á. Mình đang móc cục sình bự luôn. Dơi. Thấy không? Cống cống mà. Có nè, nhưng mà rất có đắng nè mọi người. Cái này đất nó pha với cát á mọi người. Ở đây ta có cát rồi đất luôn á, bởi vậy nó hay ở.
Bởi vì anh Tấn hồi người đợt mình đi xuống bắt mấy con dẹm ở dưới cồn cát á, cồn cát. Bởi vì anh Tấn là dạng cờ là bước xuống là đứt dọn luôn. Ừ, bước xuống đứt dọn. Nãy giờ bắt được như đó rồi hả? Lên không? Đi xuống nhám giò luôn á. Thao đây Trang ơi. Thì từ chổng mà bắt ra tới ngoài đây thì mấy anh em mình bắt được như đây nè mọi người. Sàn cỡ gần đâu mười mấy cái gỗ đó, mọi người, thì được như đây nè. Có mấy thanh chết nữa hồi vỏ nữa ra, ra vỏ nữa. Thấy vỏ nhiều hơn. Thì hồi mấy anh em mình về lựa ra, giờ bắt dài vô tới chổng xong rồi hồi làm món gì ăn đây. Ừ. Có rồi, giờ tính món được rồi nè. Có rồi, tính món hả? Ừ. À, hến hến nấu mướp. Hến nấu mướp là sao? Hến nấu mướp đi. Là sao? Nấu canh hả? Nấu canh mướp á, thơm lắm. Mà là rồi, đừng ăn canh quá. Ăn món này độc lạ luôn nè. Mày ăn bún thịt nướng chưa? Rồi. Giờ nè, hồi tôi về tôi xào hến này cho mày ăn bún thịt hến. Bún xào hến. Bún thịt hến. Bún. Ừ, bún thịt nướng. Bún hến. Bún thịt hến. Ừ, mà hết đi. Rồi bây giờ để anh em mình bắt dài tới chổng được bộn bộn như đây thấy vậy mọi người, chứ mà luộc ra nó còn xíu không mọi người ơi. Không nhiều đâu. Giờ bắt dài tới chổng rồi, dẹo nó đi trước rồi kìa mọi người. Bắt dài vô tới chân tới khúc dẹo hoặc là tuốt chân kia luôn. Đó, tuốt chân kia luôn. Nó bay như năm chèo vậy. Rồi mấy anh em mình sẽ quay cái thành quả cho mọi người xem nha, chứ clip dài lắm rồi. Rồi, tiếp tục. Đây, nãy giờ mấy anh em mình về tắm rửa sạch sẽ mọi người. Đây là cái thành quả của mấy anh em nè. Đó, bây giờ sẽ ngâm ớt nha. Rồi để rồi xong rồi luộc lên nha mọi người. Thì mới hến bự còn dẻo nó lựa ra nè mọi người. Nó làm cái món đặc sản của An Giang mọi người. Ủa này của An Giang. Hến phơi một nắng nha mọi người, hến trộn với ớt phơi một nắng. Đó. Thì vậy mất cái này. Nhưng mà cái này người ta trộn vậy ta có luộc gì lên không? Không, vậy là ra nắng là thịt á. Phải không trời. Phải. Nói chung cái món đó là An Giang nó cái này đừng lo gì. Làm ăn thử trải nghiệm mọi người, phơi nắng rồi qua ngày mai á. Xíu không liền. Ủa? Xíu không liền ba. Xíu không liền hả? Ha, dòng hướng này ha. Còn lại cha. Thiệt mà, cùng á. Nghĩ sao vậy? Chứ sao ba ha? Phơi một nắng phơi mà. Một nắng. Một nắng là phơi một cái nắng chứ anh, một nắng là bao nhiêu phút? Mày để xíu. Một nắng là một cái nắng một ngày đó cha. Trời ơi. Qua đêm rồi nó nắng rồi nó chết, qua đêm cái nó xịn của mình rồi sao ba? Ủa vậy chứ sao tao bán? Thì nắng phơi nè, phơi bán luôn nè. Phơi tao chín rồi tao mới bán. Phải quá. Dòng hướng này phơi xong mưa ha. Ừ. Bỏ luôn. Thôi hồi ăn cũng ăn được. Nó ngon đừng ăn nha. Nào hồi phơi lấy gì nó mở miệng ra. Trời nó nóng nó chín rồi đó. Rồi giờ mình đi phơi nha. Để hồi mình lên mạng mình coi cái phơi bao nhiêu lâu nha. Ok. Cho nhả sạch cát, sau đó các bạn chuẩn bị hỗn hợp muối ớt. Mình có để công thức trên màn hình, rất là dễ nha. Đâm muối ớt xong thì mình tưới sơ con hến qua nước sôi một dạo cho sạch nè. Cách này sẽ làm con hến chín tái đi 50%. Còn 50% còn lại mình sẽ trộn muối ớt và đem đi phơi nắng nha. Nhớ. Mày thấy mày báo chưa? Chút xíu nữa là mày ăn ba cái đó vô rồi. Có gì đâu mà, sợ gì, hỏi mình cho coi nè. Thôi, mày đem vô trộn nước sôi giùm tao đi. Đúng rồi, giống hồng cải. Ừ, giống hồng cải. Bởi vì giống cái hồng cải. Ừ, giống hồng cải. Thấy nắng này nóng quá, phơi nó chín khùng. Đây một nắng là người ta, cái nắng của người ta một từ 3 đến 5 tiếng. Một nắng này nè, phơi chút xíu là ăn được. Một nắng là 1 phút hay 1 tiếng hay một ngày? Một ngày. Một ngày. Là một nắng. Sao ba phải dữ vậy trời, thiệt chứ. Tức á. Tao nói mày không kỹ đi rồi ba cái dùng sáng vô nó ăn đứt ruột mày. Ừ. Cũng hồng cải. Ừ. Đây với đây nè, đây là chủ mưu nè. Nó chưa luộc sôi với đem ngoái phơi kìa. Mở miệng, tao lại mày. Ngu. Có, ăn xong mở miệng rồi lấy gạo để cho mày. lấy gạo bông cúc để miệng đó. Thì một thao hết luôn mọi người. Lấy ra được cái như đây nè mọi người. Làm cái nước tương bự bằng thao, một cái tô hết luôn. Chán thiệt sự. Bún chưa
hến đi. Này hến này ăn có mùi thôi nha mọi người, có vị thôi chứ không có bị được nha. Rồi bắt đầu chế biến món. Còn cái này là củ sắn nha mọi người, củ sắn danh sắc sợi sợi như nè, để một hồi sẽ xào chung với lại hến với lại dưa leo với lại giá đồ đó, kiểu như là thịt xào vậy đó mọi người. Ok, bây giờ mấy anh em mình đã gọi là có sản phẩm rồi mà sao hến nhìn thấy rất là không thấy hến luôn á. Ơi mà sao nãy mình bắt thấy nhiều lắm mà. Mình ngỡ bắt nhiều là sẽ được nhiều ai về được chút xíu luôn. Rồi hến đâu nè, bây giờ nhìn thấy con hến không? Mà miễn nó là hến là được. Nhưng mà bây giờ chan nước tương vô đây đi. Nhưng mà có hương vị của hến nha. Mấy anh em cứ chan nước tương vô bún trước đi. Cái này ngồi dòm thì không được đụng vô nha. Đúng rồi. Nè mọi người, đây dễ bún với rau mọi người, nhìn hấp dẫn nha mấy anh em bữa nay ăn ẩm thực bún chan nước tương nha mọi người. Mắm ăn cũng ngon, tương ăn mắm đó, ngon. Ăn mắm mà ăn ăn tương ăn. Đó, anh Sang mình nấu cho mày. Có nhiều mệt. Mẹ đói quá rồi. Rồi. Tới mình. Đó. Rồi bây giờ gấp miếng hến nha mọi người. Đây mọi người, thì bây giờ mình sẽ ăn thử miếng hến này nha. Mọi người nha. Con hến này phải trân quý dữ lắm mọi người, lặn lội rồi bắt được. Lên luộc được, luộc sai phương thức nó còn như đây rồi. Mời mọi người nha. Ừ, ngon nha. Mặn mặn thơm thơm. Nó ngọt ngọt của mùi củ sắn với lại hẹ đó mọi người. Rồi, xin mời tất cả mọi người nha. Củ sắn không à, chứ không có hến nha mọi người. Hến nó đều đều dính được mấy con à. Mọi người nha. Củ sắn ngọt quá mùi. Rồi miếng bún nè. Mọi người. Cái bụng ăn đã à. Hến thì chưa cảm nhận được đủ cái vị đó mọi người, tại vì nó ít quá. Chưa cảm nhận được củ sắn hẹ thôi. Nói chung mà đang nói bụng mà chủ đạo là bún luôn đi. Mình ăn thử củ sắn với hến nha mọi người. Hến được 2-3 con. Hến được 2-3 con. Nó tội nghiệp vậy. Thơm nha. Thơm mọi người miếng bún nè. Mọi người miếng củ sắn với xào chung với hến hẹ nha. Sắn hến hẹ. Bún ráo gà thống. Tuyệt vời. Ngon quá mọi người. Con hến ăn sao? Cảm nhận khi ăn cái món này nó ăn sao? Ngon. Nó có mùi gì không? Có củ sắn với hẹ xào chung thì nó ngon. Ăn vô hến thì nó dài dài. Dược gì mà ăn được hết không? Có. Mời mọi tất cả mọi người ăn thử miếng đồ xào mọi người, hến xào mọi người. Ăn mặn có hơi mùi hến nhẹ á, nhưng mà nhiều hến nữa thì sẽ ngon hơn. Muốn cũng có rồi mọi người. Ăn ăn đi rồi ngại không biết nữa. Mày quay liền rồi bên kia cái ngốn liền. Công nhận món này anh em mình làm ngon, bắt lên mình làm tốt nhất của tụi mình làm ngon. Mắm vô nha mọi người. Đây, miếng mắm chua ngọt. Hay làm tới mắm chua ngọt. Cung dinh á. Làm mắm chua ngọt thôi. Đây mình gấp một miếng hến. Mời tất cả mọi người nha. Ngon ha. Hến sợ chung với hẹ của thắng không, của thắng thì nó ngọt, còn hến thì nó ngon mà hến ít quá. Mà ăn bún thì mời mọi người ngon và ngọt hả? Anh em ăn mấy hến gì vậy? Thấy vậy chứ hồi bún mứa á. Đúng rồi, đừng dừng nha. Nhưng quay người họ bỏ mình giải quyết xong này không mọi người? Chưa xong. Nói chung là nay là
hến nó là tiêu đề chính nhưng mà chủ đạo là rau nha mọi người. Đúng rau với bún rồi, hến không đủ rồi. Chúng mình tưởng bắt gì nhiều rồi, tưởng ra cũng cỡ mâm hay ra được nửa tô à, cho nên mình không biết vớt. Cái này à, nãy bỏ vô cái thau luộc luôn mọi người, bỏ vô cái nồi luộc luôn cho nên nó bị sôi quá cái nó teo rồi. Với lại người ta biết vớt là người ta làm rất là lẹ. Nãy mình làm xong mới lên mạng coi lại cách làm thì ta đổ nước sôi nè, cái người ta múc từng ca vô. Ví dụ múc một được cái vòng đổ rồi đó, cho nó chín cái nổi hết người ta vớt. Xong cái người ta đổ cái khác vô cái ta vớt. Làm từng lượt lượt mình đổ nguyên nồi vô cho nên hết hết nó chìm xuống hết, teo luôn. Teo lại luôn. Nó teo nhỏ xíu luôn mọi người, nãy hết bự luôn không? Mình nãy mình lấy ít cho nên mình giải quyết hết nè mọi người. Mời mọi người nha. Củ tỏi. Chấm tương. Rã rồi lại không? Bún mít. Cảm ơn nhiều rồi. Nhiều bún mít. Con bún này nó không tiêu nổi. Có tiêu mà. Không. Không. Chú hoàn thành đó. Tính tiền nha chú ơi. Này. Chú Năm. Cảm nhận mình về món này thì ngon. Tại vì nêm nếm thì nó vừa ăn với mấy anh em mình đó mọi người. Cho nên là theo khẩu vị mấy anh em mình ăn thì rất ngon. Ê, mới ăn chúng gì theo lưỡi vậy? Ờ. Ừ. Không ba. Nhưng mình mong là hành hay gì á. Nói chung là nếu mà nó cái hến nó dày đặc được trong miệng chứ nữa mình sẽ cảm nhận được toàn vị của nó mọi người là đúng cái món. Nó hơn hến hơn. Đúng rồi. Còn này ít quá nhưng mà đổi lại nó chung những cái hẹ với củ sắn này kia thì nó cũng rất là ngon với nêm nếm rất điều vị mọi người. Tuyệt vời. Hẹ hến nhiều quá, cái trộn lên á nó múc hến đồ ăn ngon hơn. Nói chung hả? Dài nó riêng được. Rồi nó riêng đi. Mà bún nước tương ngon. Ý nói ăn bún nước tương ngon. Ý là chê này danh làm dở nè. Ngon hơn nước mắm hay gì đi. Trời thôi. Mắm ế luôn à. Ngon ruột mày khỏi là mày ăn. Ừ. Thôi quá làm xong màu ế cũng giọng rồi. Rồi anh em mình nói chung là ngày hôm nay thành công. Bắt được một thau hến rất là nhiều. Bắt được thau hến rất là nhiều và làm được một cái món ăn gọi là thành công rồi mọi người. Mấy anh em mình làm kiểu như bữa trúng bữa hắc đó mọi người. Bữa thì quá thì nhiều luôn, rồi bữa thì có vài con à. Cho nên là... Mày. Gì? Bạn thiếu. Gì vậy? Nó lấy hết một nắng của nó đó. Trời đó trời. Mà chưa được, chưa được 3 tiếng mà. Trời là trời, nó không lấy hết 1 nắng nữa kìa. Mày có chuẩn nước sôi không? Không. Đâu á. Có mới chịu mày à. Mày hề đi. Thầy. Không có. Nhìn thì giống đó, nhìn thì giống món ăn của người ta đó. Chưa mở miệng sao ăn được ba. Ăn bự với ta. Mày ăn thử con á. Mày thử đi. Con mở miệng sao ăn. Không có con nào mở miệng nhưng nó nóng có nóng nha. Nóng rồi. Không mà miệng. Nóng phơi nắng chưa nóng. À đây 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 đây. Đó. Còn giờ này thử. Xin mới ra xin gắm cười. Cười chứ tiểu luôn. Trời ơi, trắng rồi. Ăn sao? Không nghĩ ăn được. Không á. Mày ăn thử đi. Mày cảm ơn người nha. Cái gì gì không? Cái tụi mới sôi chưa? Rồi. Nè, gọi chín rồi nè. Nó có gì không? Chín luôn nè. Thấm vô trong rồi có vậy. Ngọt. Mọi người nha. Có mặn không? Mặn mặn ngọt ngọt. Mình liếm vỏ nó mới mặn. Không có, ở trong nó mặn mặn ngọt ngọt. Chính là. Là mình tò mò quá nhưng mà mình thấy ngon. Ngon lắm á. Con này nè, mỏ con này nè, con này mỡ rồi nè. Đâu, con ở dưới đó, ở dưới đó đó, mỡ đó. Là mình tò mò quá mọi người. Tò với mày. Ok, cũng được á. Chứng lại, vui. Nè. Anh ba. Mọi người cũng trong vắt là biết nó ấy rồi. Nó cho queo à. Đâu đục đâu nè. Chính rồi. Thử đi. Ăn đi, ăn đi. Thử đi. Thôi ăn đi. Nhưng mà nhát miệng quá thôi. Nhát lắm. Bún ngon hơn sao? Ngọt. Nó mặn quá. Mình liên tưởng là cái món này nếu như phơi một nắng nó sẽ rất là khô. Khô lại ăn nhìn nó ngon á. Nhìn muối không? Mà này nó bở gẹt à. Nó bở gẹt à. Nó xình luôn. Thì thành như cũng có sống hay thôi. Nó chưa phơi. Mày phơi giùm tao đi, tao lại mày. Đậu chưa đủ nắng. Thôi. Đâu có. Nói chung là cảm ơn mọi người rất là nhiều xem hết video của mấy anh em mình giờ phút này nha mọi người. Nếu mọi người thấy video hay, những cái săn bắt thú vị, mọi người like cho anh em mình một phát với lại đăng ký cái mọi người để anh em mình lên được 700.000 người đăng ký, hoàn thành được cái cột mốc nha mọi người. Còn bây giờ thì chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye bye.